xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay mình cũng theo dõi các diễn đàn của tụi chấm cộng ở hải ngoại. Ở mấy cái đấu trường mình thấy tụi nó tụi nó khoe nào là cờ ba sọc bay khắp nước Mỹ, cờ ba sọc diễn hành ở New York thế này thế nọ. Anh chị các bạn nhớ cái hiệp định quốc Hoa Kỳ này, nó không phải giống như những cái quốc gia ở muốn những cái quốc gia của người ta liên biển, nó là một cái thằng hợp chủ quốc. Cho nên mấy cái chuyện mà cờ xí đồ ra đó diễn hành đồ á, nó chỉ là bình thường thôi, nó không có cái gì mà phải gọi là tôi phải tự hào, tôi phải hãnh diện cả. Thằng Mỹ nó chỉ có lá cờ tiểu bang và liên bang là chính thức thôi. Anh chị các bạn biết cờ xí ở bên Mỹ này, ngay cả cái tiệm mặt đa nồi, cái tiệm mà fast food đồ ăn nó cũng có cờ của nó. Rồi cái thằng Jack in the Box mà cái tiệm fast food đồ ăn mà của Mỹ đó, nó cũng có cờ của nó nữa. Rồi tôn giáo nó cũng có cờ. Rồi dân Mexico họ cũng có cờ, dân da trắng họ cũng có cờ riêng của họ nữa. Rồi cờ chèn ơi, cờ những cái lá cờ mà ở Mỹ mà của những cái dân tộc số, hay những cái công đoàn, những cái mà cửa tiệm, nhà hàng, chợ búa hay là tôn giáo đoàn thể đồ á, nó chỉ là một cái biểu tượng thôi, nó chỉ biểu tượng, nó không có ý nghĩa gì cả. Mà mấy cái tụi chống cộng ở bên Mỹ này, tụi nó xạo dữ lắm nha quý vị. Chẳng có ai công nhận cái lá cờ đó là một cái đại diện cho một cái quốc gia hay là một cái gì đó, nó chỉ là đại diện cho cái cộng đồng thiểu số của một cái nhóm sắc dân hay đoàn thể nào thôi. Tôi thấy mấy cái đám chống cộng, cái thằng Son TV, cái thằng mà giả lính đó, ngày xưa là đi lính rồi thế này nọ, nó dùng cái bình phong của nó để đặt mà nó câu view, câu like, để đặt mà nó câu kênh của nó. Cái thằng, các bạn biết mấy thằng chống cộng ở bên Mỹ này toàn là cái quân hô hợp, tôi nói chứ các bạn. Thành ra tôi thấy tụi nó lên mạng nó càng lá cờ bao que ba sọc của tụi nó bay khắp nước Mỹ, có gì đâu mà lạ đâu. Tôi nói các bạn, bên Mỹ nó đi diễn hành là gì? Diễn hành của nó tiếng Anh nó gọi là parade, có nghĩa là nó diễn hành trong những cái nó tổ chức, ví dụ như nó tổ chức những cái festival, những tổ chức những cái hội, cuộc hội đồ, thì những cái sắc dân, những cái người dân hay là những cái đoàn thể người ta đại diện, người ta làm rồi người ta đi ra, thì mấy cái tụi chống cộng cờ vàng ở bên Mỹ á, nó dùng những cái lá cờ của nó ra đó, nó hát hò, rồi nó hát bài ca con cá, nó ca tụng, rồi nó nói ôi gưu, nó là được công nhận thế này thế nọ, nó tào lao, toàn cái đám lừa đảo, cái đám ô hợp. Tôi nói chị các bạn, mấy cái cờ xí mà của những cái như là cờ ba sọc rồi mà treo ở những cộng đồng á, nói chứ các bạn không phải muốn treo là treo đâu, phải xin phép. Nó có cái thời gian hạn định 30 ngày, mình xin 30 ngày hay là 60 ngày hay là 90 ngày trở lại thôi. Xin phép rồi phải đóng cái tiền lệ phí rồi mới được treo. Chứ không phải mà cái cộng đồng của nó không phải lúc nào cũng xách ra treo loạn xạ sân hầu đâu. Ở bên Mỹ thì mà nó có cái luật của nó hết. Tại vì đó là những cái biểu ngữ, những cái biểu ngữ người ta treo. Nhiều khi cái chợ họ làm và khánh thành, họ cũng có thể treo cờ tùm lum tà la, những cái biểu ngữ của họ nó cũng là như một cái lá cờ vậy đó, chỉ có vậy thôi, nó không có cái gì mà ghê gớm. Mấy cái thằng Son TV, cái thằng mặc chỉnh ôm giặt đó, nó giống như cái thằng Trương Quốc Huy đồ. Các bạn thấy mấy cái đám thổ tả đó, tụi nó giờ sống kiếm ăn kênh cái view được, các bạn thấy nó lên nó hô hào ba cái cờ xí của tụi nó ở hải ngoại. Mẹ các ơi, cái đất Mỹ này nó chẳng có giống ai trơn. Trên vấn đề mà ngoại giao, mấy cái lá cờ xí của bao que có nói ra cái gì đâu, có làm nên tên tuổi gì đâu, có đại diện cho một cái quốc gia nào đâu, toàn là tàu lao mà, có ai chấp nhận đâu. Nó chỉ là local, gọi là địa phương,
cho những cái dân tộc mà cái hiệp Trung Quốc, cái hợp Trung Quốc Hoa Kỳ nó sử dụng trong những cái sách dân đại diện vậy thôi, chẳng có tiếng nói gì ghê gớm cả. Nhiều người dân trong nước hay một số người hiểu ô cái đám tàn như giặt cỏ Mỹ Sài Gòn bao quay rồi nó ra nước ngoài, nó được quốc gia sở tại công nhận cờ bao quay cờ ba sọc đổi nấy nó về nơi vấn đề mà chính trị địa phương ổn định cái cuộc sống mà những cái dân tộc thiểu số thì chính quyền những cái quốc gia sở tại mà nó cho những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá chống cộng ở hải ngoại nó ở thì tụi nó đại diện cho tụi nó thôi chứ có đại diện cho ai đâu. Đi ra thì mình cũng là một cái dân tộc gọi là thiểu số, dân tộc mà gọi là thấp kém nhất trong tất cả những cái dân tộc cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Nó có bằng mấy cái cộng đồng, ngay cả cộng đồng Mỹ Tây Cơ hay là những cái cộng đồng người Campuchia, người Lào. Nó nói như các bạn, cái cộng đồng người Việt mà chống cộng ở hải ngoại này nó còn thua xa vậy. Bởi vì những cái cách sống, những cái hành xử của tụi nó làm giống như là ghê gớm. Ở đất Mỹ này cơm áo gạo tiền tụi nó cũng chỉ lên mạng lừa đảo lừa gạt những cái người mà người ta không biết về cái nước Mỹ, nghĩ rằng ô những cái nhóm mà chế độ cũ rồi qua Mỹ được thành lập thế này thế nọ. Chàng ơi, tôi nói anh chị các bạn toàn là lừa đảo, không có ông nào ra hồn vía gì đâu. Mấy cái hội nhóm chống cộng ở hải ngoại hết lừa đầu này đến lừa đầu nọ. Mấy cái tụi mà như thằng Son TV rồi Trương Quốc Quy, mấy cái nhóm thằng Lý Sạp Phạm đồ chèn đã có quyên góp rồi tiền bạc rồi ngồi đó ăn tục nói phét chửi bậy rồi Photoshop xuyên tạc cắt bên này xén bên kia, mà có ai coi tụi nó la ra hồn vía gì đâu. Chỉ có là câu view, câu like, rồi mấy người Việt, những một số những người người ta không biết thì người ta theo, người ta nghe đến một lúc nào đó thôi nó cũng tàn lụi. Mấy cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại này mấy chục năm nay rồi, khắp các cộng đồng mạng cũng vậy, tụi nó toàn là lừa đảo không. Ông thì lên nào là học giả này học giả nọ, trí thức này trí thức nọ, nhưng cuối cùng rồi cũng lừa đảo. Như vừa rồi mấy thằng chống cộng tôi thấy nó lên mạng mấy cái đấu trường nó phe cái ông gì mà tướng gì mà của Mỹ quân mà gốc Việt cho về hưu rồi mặc cái áo vest lên nói rằng phát biểu về vấn đề mà chống cộng thế này nọ. Tôi nói đốt cha cái ông đó mà dám mặc cái bộ đồ quân phục của Mỹ, mặc bộ đồ quân phục đeo quân hàm lon tướng tá Mỹ đồ mà lên mạng mà chống cộng, ông có nội cha cái ông đó cũng dám đụng vô chứ đừng phải giỡn. Tụi nó xạo chết mẹ mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại, toàn là cái lũ ô hợp lừa đảo, cái thứ gọi là khố cách áo ôm đầu đường xó chợ, lên trên mạng ngồi đó chỉ có gào khóc tối ngày sáng đêm thôi. Thôi thì mình cũng dừng lại ở đây, tại mình lên mạng lên mấy cái đó chưa gặp mấy thằng mắc ôn mắc dịch chống cộng ở hải ngoại, mấy cái đám mắc ôn đó nó phê cờ bao que của nó được treo khắp nước Mỹ, New York diễn hành đồ chèn đã có nhục. Đi ra mấy cái chỗ mà ngày xưa tôi nói với các bạn bên Arizona này, khi ông McCain chết cha con tụi nó cầm cờ bao que ra, mấy anh cảnh sát Mỹ bên Arizona Phoenix nó bắt giục hết mới được vô cái chỗ mà ông McCain đi đám ma, ông đi vô thăm viếng ông chỗ đám ma nó bắt giục hết chứ đâu phải mà vô tầm bậy tầm ba. Chỗ người ta đám ma của một người gọi là chính trị gia Mỹ cầm cờ bao sọc đồ đi vô đó rồi mặc đồ lính đồ, tèn ơi nó nhục thấy mẹ. Tôi nói mấy cái đám mà
chống cộng, gọi là mấy cái thành phần gọi là buôn hận, buôn chính trị, buôn hận thù, chẳng có vậy thôi quý vị ơi.